Sáng ngày 20 tháng 1, phiên tòa xét xử cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai. Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quốc Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên ông cho rằng cáo trạng có một số điểm chưa chính xác như cáo buộc ông thông đồng với Phạm Đức Tuấn, giám đốc công ty công nghệ y tế BMS để triển khai lắp đặt hệ thống robot trái quy định. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Khai, trước khi thực hiện đề án liên danh liên kết, ông không hề quen biết Tuấn. Đến tháng 5 năm 2016, khi cấp dưới của ông đưa Tuấn đến gặp đề nghị việc mua hai hệ thống robot Rosa và robot Marco thì ông mới biết Tuấn. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai nói, mức giá 39 tỷ đồng của robot Rosa là đúng với mức giá sơ bộ mà Bộ Y tế từng đưa ra, đã căn cứ vào chứng thư thẩm định giá. Ông Quốc Anh nhận trách nhiệm là người đứng đầu và khẳng định việc lắp đặt máy là để bệnh nhân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, bản thân không vụ lợi, hoàn toàn vì lợi ích của người bệnh cũng như bệnh viện. Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai cũng thừa nhận, vào các dịp lễ Tết, Phạm Đức Tuấn có đến bệnh viện để chúc Tết bàn giám đốc, trong đó có bị cáo. Mỗi lần đến, Tuấn chúc Tết bằng 10 đến 20 triệu đồng hoặc 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày.